Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast được khởi công ngày 2 tháng 9 năm 2017 tại khu kinh tế Cát Hải, Hải Phòng với tổng diện tích 335 ha. Từ tháng 9 năm 2017 đến nay, ký kết với các tên tuổi hàng đầu thế giới như Bosch, ABB, Siemens trong việc thiết kế, phát triển xe, lắp đặt dây chuyền sản xuất, vận hành nhà máy. Sau đó một tháng, nhận được ý kiến bình chọn về mẫu thiết kế của hơn 62.000 người tham gia. Tháng 1 năm 2018, hợp tác sản xuất hai mẫu sedan và SUV từ hai thiết kế được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất. Đầu tháng 8 năm 2018, mở công ty con đầu tiên tại Frankfurt, Đức và đang hoàn thiện văn phòng tại Trung Quốc, Hàn Quốc. Hôm nay, có mặt tại Paris Motor Show 2018.